Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Như, hiện tại tôi đang là chuyên viên tư vấn du học của Student International Việt Nam. Tôi rất là vinh dự được làm việc ở tại Student International được gần 2 năm rồi, kể từ khi các sếp ở tại nước ngoài và về Việt Nam để tìm hiểu thị trường và đặt văn phòng đầu tiên tại Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Thì làm việc ở tại đây được một khoảng thời gian không quá dài, cũng không phải là quá ngắn, tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ tại đây. Thứ nhất là những cái điều mà tôi yêu quý nhất về công ty. Đầu tiên đó là những cái tiêu chí làm việc của công ty. Với Student International thì chúng tôi đặt ra những tiêu chí rất quan trọng, đặt nghiêng về phía du học sinh. Có nghĩa là chúng tôi sẽ tìm những cái option, là những cái lựa chọn học tập làm sao để nó phù hợp nhất đối với cái hoàn cảnh của từng bạn du học sinh một. Có nghĩa là mỗi bạn mỗi hoàn cảnh về hồ sơ học tập lẫn hồ sơ về tài chính, nên chúng tôi sẽ phải trăn trở rất là nhiều để tìm ra được cái option nào phù hợp nhất với các bạn. Rồi khi các bạn sang nước ngoài, các bạn không bị tình trạng là muốn đổi ngành, đổi trường các bạn ha. Rồi cái điều thứ hai mà tôi cảm thấy yêu quý đó là mạng lưới trường ở tại Student International vô cùng nhiều. Không những là ở Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, mà ngoài ra còn có những nước ở châu Á như là Singapore, Philippines và ở cả châu Âu. Thì điều này làm cho tôi vô cùng dễ dàng để tôi có thể tìm được những cái sự lựa chọn trường, từ học phí trường top cao nhất đến những cái học phí những cái trường bình thường nhất, để có thể cho các bạn tài chính thấp vẫn có thể thực hiện được ước mơ du học của mình. Và cái điều cuối cùng mà tôi cảm thấy vô cùng yêu quý đó là đội ngũ nhân viên ở tại đây, sếp và cả các tư vấn viên đều làm việc vô cùng logic với nhau và support lẫn nhau. Chúng tôi hỗ trợ nhau và cả team cùng đi lên, chứ chúng tôi không làm việc riêng lẻ. Cái điều mà tôi cảm thấy nhớ nhất ở tại Student International đó là học sinh ở tại đây. Thì đối với tôi, chúng tôi làm việc thì những du học sinh khi mà đến tư vấn của chúng tôi thì theo chúng tôi rất là lâu, có những hồ sơ theo chúng tôi đến gần hơn một năm, bởi vì khi các bạn tư vấn các bạn chưa đủ về tài chính. Những các bạn đủ về tài chính thì đi rất là nhanh, nhưng các bạn chưa đủ, các bạn phải để dành tiền, thì đôi khi các bạn cần phải học IELTS. Vì lý do đó mà chúng tôi đã hỗ trợ các bạn để các bạn tin tưởng các bạn ở lại với chúng tôi. Cái nữa đó là các bạn du học sinh ở tại nước ngoài, các bạn cũng thường xuyên liên hệ về với chúng tôi, khoe với chúng tôi rằng là em được học nhất lớp, hoặc là em đi học được high distinction, hoặc là em tìm được những cái job lương lên đến 48 giờ vào ngày chủ nhật. Thì đây là những cái niềm động lực vô cùng lớn lao đối với chúng tôi. Và nếu mà một cái advice, là cái lời khuyên cho các bạn du học sắp tới, các bạn nên tìm hiểu kỹ rằng là đây là có phải là con đường tốt nhất cho các bạn chưa, và các bạn phải tìm hiểu kỹ về trường và tài chính để chọn lựa chọn cho mình là tốt nhất các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.